rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đã có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Ở đây thuộc mặt tiền đường, đường này rộng khoảng 10m và vỉa hè mỗi bên là 4m. Đây là mặt tiền con đường và đây là căn nhà em giới thiệu cho khách hàng nhé. Đây là căn nhà này, mặt tiền máy thái, hai bên có bán quán ăn, quán cà phê. Ở đây có rất là nhiều quán ăn cũng như cà phê đây nhá. Đây, ở đây có nước đá này, có phở này, ba này. Ở đây xe lưu thông rất là nhiều nha. Hiện tại đang tầm khoảng 10 giờ sáng rồi nên dịch vụ ăn uống các thứ cũng đã vãn người rồi. Nếu buổi sáng hoặc buổi chiều thì ở đây rất là đông. Ở đây có 4-5 quán cà phê nhá. Cà phê đây rất nhiều. Căn nhà em giới thiệu cho khách hàng có diện tích là chiều ngang 5,5m, chiều dài là gần 17m, tổng diện tích là gần 90m2, được chủ nhà đúc một trệt 2 lầu, trên cùng chủ nhà lập ngói thái, mặt tiền đường rất là sung nhá. Căn nhà này có hướng nam, ghé tây nam một chút. Bây giờ em sẽ sang đường, xe di chuyển. Đây là mặt tiền căn nhà này. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm một lớp cửa cuốn đức và phía trên chủ nhà lập ngói cũng như có ban công và sân thượng phía trước nhé. Ở đây mình có view không gian bán hàng, mình có thể bán quán ăn, bán cà phê. Ở đây có một dãy bán quán ăn rất là nhiều nhé. Đây này, ở đây người ta bán quán ăn rất là nhiều nhé. Phía bên hông nhà mình cũng có một quán ăn này. Ở đây chủ nhà để ngang 5,5m, chiều dài chỗ này gần dài gần 10m. Mình để view bán hàng bán quán ở đây là tuyệt vời luôn. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, được chủ nhà làm rất đẹp, cộng với những đèn led, đèn chiếu sáng cũng như đèn trang trí ngay không gian của phòng khách này. Phòng khách chủ nhà thiết kế không gian mở bán hàng nhé. View rất là rộng. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Di chuyển vào trong đây mình có phòng ngủ đầu tiên ở dưới này. Chủ nhà để lại máy lạnh luôn nhé. Bác nào có nhu cầu về mặt tiền kinh doanh buôn bán thì hãy liên hệ với em để em giới thiệu đi xem nhé. Nhà mặt tiền đường. Di chuyển vào trong đây mình có không gian của phòng bếp khá là rộng nha. Đây có nhà vệ sinh dưới này. Phía sau nhà mình có khoảng gần 3m lối thoát hiểm đây nha. Mình có thể phơi đồ ngay không gian này. Đây lối thoát hiểm nha. Bây giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên. Nhà này mình có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Mấy hôm nay mình có quay 4-5 mặt tiền kinh doanh buôn bán cho quý vị mình cùng xem. Quý vị nào đang có nhu cầu cần mặt tiền kinh doanh buôn bán thì hãy liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình, số 0973 114 255. Alo cho mình sẽ dẫn đi xem nhé. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ hai này. Ở đây mình có chỗ kê máy giặt đây nhé, kê máy giặt và phơi đồ ngay không gian phía sau này. Trên đây còn lầu lên trên đấy nhá. Bây giờ mình xem ở dưới trước. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ thứ hai rất là rộng rãi nhá. Có sẵn máy lạnh luôn.
Đây là phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ thứ ba cũng có máy lạnh nhá. Hệ thống tần trí thì cao, rất là ok. Phòng rất là rộng rãi. Nhà 3 phòng, ở trên còn một phòng rộng nữa nhá. Ở đây mình có view ban công phía trước này. Phía trước mình có bờ hồ nhá. Đây được mệnh danh như là Đà Lạt 2. Ở đây có cây thông, cây cỏ rất là nhiều. Đường thông buôn bán, mình có thể vừa ở mở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán ngay đây. Xe di chuyển tấp nập luôn nhé. Bác nào có nhu cầu về kinh doanh buôn bán thì hãy liên hệ với em để em dẫn đi xem. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m rưỡi, chiều dài gần 17m, tổng diện tích là gần 90m2, thổ cư 100%, được chủ nhà đúc một trệt hai lầu. Căn nhà này thuộc mặt tiền đường thông buôn bán, có hướng nam và ghé tây nam một xíu. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là ok, chỉ 4.900.000 đồng cho căn nhà mặt tiền đường. Quý anh chị nào có nhu cầu liên hệ với số điện thoại của em sẽ dẫn đi xem nhé. Chỉ 4.900.000 đồng thôi, sở hữu ngay mặt tiền buôn bán. Ở đây mình đất không, người ta đã đang bán giá tầm khoảng là 4.6 tỷ rồi. Nhà này coi như là tính đất thôi. Trên đây có không gian rất là rộng rồi nha. Nên đây là lầu 2 rồi, chỉ để đồ thôi. Và có thể để cho người giúp việc ở trên đây. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.